Anh Khang. Ủa chim, em đâu đây? Em mới chạy từ ngoài đầu đường vô nè. Đâu vô đây vậy? À em đi vô thì địa bà Dung. Dung nào? Bà Dung ngoài đầu đường á. Em chạy xe nãy giờ hai vòng ngoài đó. Bà rồi. Dung á hả? Ừ. Ủa sao hôm nay hứng thú với bà vậy? Bà đẹp lắm. Gì? Bà mà cũng không tha nữa hả? Ủa nhưng sao không tha bà anh? Bà già lắm. Bà già lắm rồi. Nhiêu tuổi anh? Năm nay chắc để anh coi coi. 70. Ủa vậy là bả hơn mẹ em có 2 tuổi hả trời? Ừ bả trẻ mà. Ừ. Ờ nhưng mà hồi qua vợ em nó hỏi, nó cũng thấy bả, nó hỏi bả là quả phụ hay là quả phụ. Ừ. Thì em cứ nghĩ là ví dụ như là bả già đúng không? Là quá tuổi vậy đúng không? Rồi còn phụ là hả là người con phụ nữ thì là quá phụ đúng không? Anh thấy đúng không? Em nói vậy là anh thấy không có đúng rồi. Chứ sao anh? Quả phụ mới đúng. Quả phụ chứ. Quả phụ. Tại vì em thấy vợ em nghe hết cũng đúng. Mà em thì hả, bữa giờ em đâu đọc sách đâu, đâu biết được quả phụ hay quả phụ đâu. Anh nghĩ sao? Anh là anh thấy quả phụ. Tại vì anh nghiên cứu sách vở lâu nay anh thấy quả phụ mới đúng. Quả phụ chứ. Nè giờ anh đang nghiên cứu là quả. Quả phụ. Quả, anh nhớ chắc chắn là quả. Quả phụ mà. Em đừng có cãi anh. Đấy, để em về em kêu vợ em qua cãi lộn anh. Okay, em cãi lộn lại anh. Mình cãi nha. Rồi, ok. Quả đó. Các bạn thân mến, theo các bạn, từ nào là từ đúng? Quá phụ hay quả phụ? Trước hết, quá phụ. Quá là từ thuần Việt, phụ là từ Hán Việt. Nên hai từ này không thể ghép với nhau được. Chúng ta chỉ có thể nói quá bụa hay gái quá mà thôi. Không thể nói quá phụ. Vì tiếng Việt không có từ này. Thứ hai, quả phụ là từ Hán Việt. Quả phụ là người đàn bà già mà không lấy chồng. Quả phụ còn là người đàn bà có chồng đã chết. Thí dụ, cô nhi quả phụ. Vì thế, quả phụ mới là từ đúng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về từ quá phụ hay quả phụ. Tuần sau, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ Chúa Nhật hay Chủ Nhật. Mến chào, tạm biệt các bạn.